Trong tuần ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế một số hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại hồ chứa nước Cầu Mới, tuyến 5 thuộc huyện Long Thành và hồ chứa nước Sông Mây ở huyện Trắng Bom. Qua khảo sát thực tế, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi cần phối hợp với các địa phương để phát huy hết giá trị hồ nước như phát triển du lịch sinh thái tạo không gian xanh, đồng thời xây dựng chiến lược tương lai sẽ cấp được 500.000 mét khối nước ngày đêm và hạn chế không sử dụng mạch nước ngầm. Với những khó khăn mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai đang gặp phải, thì cần báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm có hướng tháo gỡ. Trong tuần, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực của Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai, Techfest Đồng Nai 2022. Năm 2022, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào chương trình tổng thể của Techfest quốc gia với chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo, nguồn lực hội tụ là một điểm nhấn cho sự phát triển, xu hướng kết nối các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh với vùng Đông Nam Bộ và với cả nước. Techfest Đồng Nai 2022 dự kiến diễn ra từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay. Điểm mới của Techfest Đồng Nai 2022 là có sự tham gia của các làng công nghệ trong cả nước. Thông qua chuỗi các hoạt động này, Đồng Nai để mạnh tính liên kết trong hệ sinh thái, các doanh nghiệp chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nhất là các em học sinh sinh viên, tầng lớp trẻ tri thức có được sự bứt phá mạnh mẽ, hội tụ chung sức đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã họp với các thành viên đoàn xúc tiến thương mại của tỉnh để ra soát công tác chuẩn bị cho chương trình xúc tiến thương mại của Đồng Nai đến Úc vào đầu tháng 9 tới. Theo kế hoạch, đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng làm trưởng đoàn và sẽ tổ chức chương trình xúc tiến thương mại tại Úc từ ngày 7 đến 13 tháng 9 tới. Đoàn sẽ tổ chức hội nghị giao thương xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và doanh nghiệp Úc tại Sydney, tham dự hội trợ Rapid Design Market Sydney và làm việc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ tại Sydney. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng sẽ gặp gỡ và làm việc với một số lãnh đạo trung tâm thương mại, siêu thị tại Melbourne, để kết nối đưa sản phẩm của Đồng Nai vào các trung tâm thương mại của Úc. Trong tuần Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, tuyên dương khen thưởng cán bộ, giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học. Năm học 2021-2022 là năm học gặp rất nhiều khó khăn. Suốt học kỳ 1 của năm học, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học, toàn ngành giáo dục Đồng Nai đã chủ động chuyển sang dạy và học trực tuyến cùng các hình thức học tập khác, phát huy những kết quả đạt được, năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, nhất là đối với các khối lớp đang dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, đảm bảo sự thành công chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Qua đó cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết 05 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định 38 của Chính phủ, đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh có 1.085 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã thực hiện việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, với mức tăng thấp nhất là 39.000 đồng và mức cao nhất là 2.200.000 đồng. Có 310 doanh nghiệp không điều chỉnh do doanh nghiệp đang thực hiện trả lương cho người lao động, với mức cao hơn quy định Nghị định 38 của Chính phủ, về chương trình 1 triệu sáng kiến vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid 19 do tổng liên đoàn lao động việt nam phát động Đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, Đồng Nai có 65.600 sáng kiến, đứng thứ tư trên tổng số 82 liên đoàn lao động các tỉnh, công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty trực thuộc Trung ương. Từ năm 2021 đến nay, Đồng Nai đã có trên 2.100 vụ tai nạn lao động, làm chết 45 người và hàng trăm người bị thương trước tình hình này trong tuần hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh giám đốc sở lao động thương binh xã hội chủ tịch hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh đồng nai nguyễn thị thu hiền cho biết để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động các sở ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động trên từng lĩnh vực phụ trách cho các doanh nghiệp về phía doanh nghiệp cần củng cố hội đồng an toàn vệ sinh lao động đảm bảo hoạt động hiệu quả đúng quy định bên cạnh đó cần quan tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động kiểm tra thiết bị máy móc trong sản xuất cảnh báo nguy hiểm và thường xuyên nhắc nhở công nhân để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp